Rồi bọn anh ra mọi người ơi. Giờ lên xe. Dạ. Dạ. Sao rồi không gầy sao rồi thấy nuôi nuôi mà bé Hiền thấy ổn rồi chưa? Thấy ổn mà anh thấy bé cũng dễ chịu lắm nè. Dễ chịu ha. Sao nó còn nhớ không có trời nè. Lên xe. Ừ, lên xe gì mà. Rồi. Bên kia, bên kia, qua bên kia. Leo bên nè. Bên kia vô. Vậy. Rồi qua qua lên. Ngồi ở đây cho chị Tám ngồi ở giữa. À, qua, qua nha. Phan đi. Leo lên bạn. Cái gì đó kia cô ba. Cô bèo. Ui da. Bà hả bà à? Để đó đi, để đẩy nó luôn đi. Bị viết chứ à. Không về cảm giác làm sao anh Hòa? Dạ. Cảm giác là nuôi chị Hiền sao rồi? Còn mày quàng dữ không? Không, thấy bớt rồi cũng mừng cho nó. Nhưng mà sao sao? Ở trong khỏe không? Thấy khỏe không? Dạ, thấy khỏe nhiều à. Khỏe con nhiều không? Con có nhắc nó, không quậy vậy? Hồi nãy rủ nó nhảy quá trời nhảy. Nó cần nhắc chồng không à? Thì hỏi bà Tám chứ Âu có kêu quên, phải quên liền được đâu, mấy như mình bình thường giờ bà kêu quên được không? Dễ mà quên được. Từ từ mới quên được chứ. Cái tình cảm cũng sâu đậm lắm rồi chứ bộ. Chứ ở nhà đi ăn nhậu chung cả năm trời, không phải ngày một bữa đâu mà quên được. Sợ nó về là nó đập nhà nữa đó. Dễ gì thật. Mày tin đấy. Ở trong mày ngoan lắm, không có quậy ngoan. Nhưng mà đi về nó nhớ là nó đập ba cái khuôn mông nó trèo qua đó. Đó mày coi này ha. À. Ê bà nghĩ gì không chứ chèo đâu. No, tắm no. Ăn gì chưa em? Mình đập cửa nẻo rồi đàng hoàng rồi. À, con ăn cửa nẻo rồi xong thôi, biết ăn cửa nẻo xong thôi rồi. Ăn rồi chứ. Chú bèo. Chòm nó thấy có nó cảm thấy có cái lỗ nào nó lật nó ra đó. Mày coi nè, mình để nó nói một câu. Dì Tám đang lo lắng hả dì Tám? Có biết mà bé Hiền chuyện nào về không Hoàng Anh? Dạ. Bé Hiền chuyện nào về? Bé Hiền thứ ba tuần tới. Thứ ba tuần tới là gì ha? Thứ này thứ mấy rồi? Thứ ba tuần tới là thứ sáu rồi. Phải không? Thứ năm. Ờ thứ năm. Thứ năm mình rước rồi. Thứ đó mình rước nữa ha. Ừ. Giờ tính sao? Ví dụ như là nó có trở ngại gì, có đem lịch tiếp hay không? Hay sao đây đây? Bác sĩ người ta sợ ông cho vô nữa. Cho chứ. Như mình rước về rồi nữa mình cho đưa vô nó được. Bữa thứ ba mấy giờ rước? Dạ không biết bác sĩ thứ ba với mình. Cái ngày đó mình qua được rồi. Chắc cũng phải chiều chiều. Ờ, cũng phải chiều chiều. Đầu chiều. Đầu chiều nha, mình đi qua. Nghe Diễn Tám ơi. Một rồi chiều 2 giờ sáng. Alo. Chị Hiền kìa. Alo. Sao? Không biết xài điện thoại đâu. Thấy không? Anh Tư anh Tư ấy mua điện thoại cho cưng, anh Tư mua rồi đó. Thấy không? Có cái dốc đâu. Mua rồi hả? Ờ, phải không? Anh Tư có cái dốc. Có điện thoại hả? Có điện thoại rồi. À, nở cơm Tám mở nhạc rồi nghe. Nghe vừa nhảy phải không? Anh Tám ơi. Anh Tám. Tám. Nói cho nó nghe đi. Ở đó có camera đó, ông ra ngồi đó chăng mặt tiền ông nội. Bác giảng cho nó nghe đi. Bác không bác giảng cho nó nghe đi. Sao nghe gì? Cho nghe đó đi. Đó. Phải yếu quá rồi. Bên mẹ ăn bánh yếu quá rồi ông ơi. Chết mẹ đâu. Bên ông á yếu xịu à. Hay là tại bên con quá. Có cái chị kia chỉ cho 200 đô nè. Mà đợi nó ra mà chị mới kêu đưa okay, tặng tay cho nó. Thứ ba đi, thứ ba trao tặng tay cho bé Hiền.
Thì ví dụ như nó có chuyện gì thoát ra nữa là mày nuôi đẻ nuôi nướng cha nuôi. Tranh thủ cách nhà chút sớm đi. Hoàng Anh chịu trách nhiệm nuôi nữa không? 20 ngày nữa có gì đâu. 20 ngày nữa. Được 20 ngày á Hoàng Anh. Ba tới là 20 ngày hả? Không biết. Chắc vậy, có 20 ngày như vậy. Thấy bây giờ nó bình tĩnh, nó chịu đó, mà nó còn nhớ ổng mà. Với mấy cái kia thấy nó cũng biết trơn rồi. Dạ, bây giờ tại vì phải nhớ rồi chứ đâu quên ngàn bữa quên được. Coi giờ bắt ông ơi, về nhà xử TV để cho nó bắt ra nhập nhảy cho nó nghe. Thì có điện thoại, bắt cái TV cho nó nha, coi nhạc, coi phim nữa, cũng phải coi phim tài thiên rồi á. Ôi trời, coi phim tài thiên đó hả? Phải lắm hả? Phải lắm, mới dài giống mà phải lắm. Đúng là đầu óc mình nít thôi. Đó ngoan lắm mà. Có mở cho nó bữa coi đám mà chị đang em trai đám coi mắt đâu. Có mở mở anh gì biết trang còn em đâu. Biết biết ha. À biết. Bữa đó mà phải có bé Hiền mới vui á. Bé Hiền nó giờ trang cho nó dành đi. Cho tôi đi. Nó cho tôi đi. Nó trang thôi, trang không chịu để Hiền chịu á. Trang không chịu để Hiền chịu đi. Ờ, để ai giữa là nát rồi. Hả? Có mền nè, mà nó không chịu. Nó thích vậy đó. Giữa là nát giò cắn. Nó phái vậy đó. Cái gì à, 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 cái gì à. Ừ, làm dữ à. Cho cô Mèo thăm. Làm dữ à. Tranh thủ các ngày nha. Có gì đâu thay á. Khởi công nhà, khởi công đông hổ hả? Dạ, bữa mùng 9 á. Cũng còn mấy bữa nữa vậy. Dạ. Có tiền lẻ đó nha. Mùng 9 cuốn nền với dựng cột à. Cuốn nền với dựng cột rồi ha. Dạ. Tại vì bên kia cho 10 cây cột với bên kia cho tiền xe cuốn cái nền á. Cái cột nó ngắn quá sao đủ làm nhà tường chứ nhà kiểu chế hả? À, chưa biết cái gì đấy, mình sắp cũng xây sẵn rồi bán về xong mơ cũng bán hành tỏi số kiếm tiền bù vô thêm. Tại vì mình mới được cái nền với 10 cái cột à. Mà bà bán hành tỏi được như trời và bù vô trời. Mót cũng mót từ từ chứ. Coi tính là kỹ rồi làm tính nhanh nhanh lý đi. Trời ơi, tiện rồi nhanh mà đó. Tự nhiên mà tính thêm nhanh nhanh. Trời ơi, bánh mèo nãy quên lấy ra ăn nè. Cùng dưới này. Tao để sợ mà để tiền giết nó mòn. Chứ là gì để cắt thì nó được, phải không? Sợ nó lâu quá. Đeo quá anh đâu. Tiền nó mòn gì do 1000 đô thì cuốn cái nền này đó. Ừ. Hay mấy triệu. Vậy em phải giấy thẻ tự động miễn phí không nha anh? Thì 20 mấy triệu, 21 đô, 22 triệu mấy mà thợ tính tiền công mà 7 triệu rồi với tiền bơm cát với tiền xe cuốn nền với lót gạch là hết 19 triệu nữa à, hết luôn là 26 triệu. Ủa cái nền không ấy hả? À, mình kiếm bù thêm 3 triệu nữa. Ủa 3 triệu mấy. Cái nền lên bao nhiêu? 26. Dạ. Cái nền lên cao bao nhiêu á? À, nó 2 tấc mấy à. Tại tính tiền gạch tư rồi hết luôn á. Ừ. 19 triệu rồi với tiền công mà 9 triệu 7 triệu nữa, 26 triệu. Bây giờ có cái gì bên Mỹ với hai chồng cô bên Mỹ đó. Cho cũng được 1000 đô cũng được 22 triệu mấy rồi. Giờ mình mặn mình móc móc mình riêng mình vài triệu mình đủ trả tiền cuốn nền rồi. Xong rồi muốn dựng tôn cũng mình bán kiếm tiền dành dụm vài bữa thời gian vậy á, tháng hai tháng rồi mình muốn kiếm tiền mua tôn rồi dựng bậy cũng được. Ừ. Phải có tiền làm luôn ngon ha. Dạ. À, bữa nay về sắp mơ cũng mới ra ngoài chợ bán rồi. Tại mấy ngày nghỉ cũng lâu quá rồi. Mời bán ngoài ha. Dạ, nghỉ rất là không tiền gì hết. Ừ. Bán kiếm đồng ra đồng vô sữa bọng cho mấy đứa nhỏ rồi. Tranh thủ đi ta bàn giao đó cha. Hahaha.